Nhà văn là giống như là một cái người thợ cày cày trên cái thửa ruộng mà mình bao giờ cũng hy vọng là mình gieo được một cái loại cây mà nó sẽ mọc ở trong tương lai và nó sẽ cho hoa trái ở trong tương lai, giống như là một cái con ong mật, nó đi tìm phấn hoa, nó tìm ấy và nó hy vọng nó sẽ ra được mật. Và cái mật cái nó chưa bao giờ có thể hiểu biết được là cái hương vị và cái màu sắc, cái chất lượng của cái giọt mật nó làm ra như thế nào. Chính vì thế cho nên cái công việc viết văn là một cái công việc rất là khó nhọc, đã đành. Và nó như là một nhà văn nữ của nước mình ấy, là nó thường là nó vô tâm tích. Vậy là đã gần nửa thế kỷ, nhà văn Nguyễn Quang Thân tự nhận về mình cái vai trò của một người thợ cày trên cánh đồng văn chương. Hay theo cách nói mà ông ưa thích, một nhân vật trong cuộc chơi chữ nghĩa vô tâm tích. Tác phẩm của ông có thể sẽ chỉ là những hòn sỏi biến mất tăm khi ném vào mặt hồ đời rộng lớn. Nhưng nó làm nên những vòng gợn khiến cho ai đã đọc thì ít nhiều đều phải chú ý tới sức sống của một vùng quê thấm đẫm qua phần lớn các trang viết. Đất Hương Sơn Hà Tĩnh với những con sông ngàn phố, ngàn sông đã chảy suốt tuổi thơ ông, đã ám ảnh ông như một giấc mộng khi phải xa quê, đã làm nên trong ông niềm tự hào về một quê hương chân chất và lãng mạn. Một quê hương đã sản sinh cho đất nước bao tên tuổi rạng danh trong lịch sử văn hóa, văn học dân tộc. Về quê anh hai ba lần nhỉ, mới phát hiện là quê ông miền núi không. Ôi ở đây có những cái địa danh là rú. Ôi em mới phát hiện là cái tuổi trẻ của mình ở trong rừng lấy chồng vì là ở rú. Mỗi lần về quê anh nhọc nhằn nhưng mà phải nói là đẹp, đẹp sông ngàn phố nó đẹp, nhưng mà chưa bao giờ được về lúc mùa lũ nhỉ. Em không thể tưởng tượng được rằng là ngay ở bên cạnh em anh hiện nay anh cũng đã xúc động. Không không phải là vì đưa em về quê mà anh xúc động, mà anh nhìn thấy cái dòng sông bao giờ nó cũng gợi lên được cái, người ta bảo là đã bao nhiêu nước chảy qua cầu, những cái thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu người thân của mình đã mất, rồi bao nhiêu những cái ước vọng là trôi theo cái dòng nước, không những cái giấc mơ. Đắm mình trong lòng quê bằng những tình cảm gắn bó máu thịt nhất, Nguyễn Quang Thân luôn thấy mình là một với những người dân quê mà ông hằng yêu mến, những con người Hà Tĩnh giản dị mà nồng hậu, chất phác mà cứng cỏi, luôn đẩy tới cùng các giới hạn cảm xúc mang tính người. Mỗi lần trở về quê là mỗi lần ông miên man tận hưởng cái vị quê đậm đặc ấy. Ở nơi đây dường như có một điều gì đó giống như một sự thanh lọc tâm hồn, giống như một sự tẩy rửa những bụi bặm phiền toái để con người có thể trở về với diện mạo hồn nhiên nhất của mình. Có thể nói như thế này, chính đất quê hương và người quê hương đã cho Nguyễn Quang Thân một phần sức mạnh để sống và cày ải trên cánh đồng văn chương. Trong thẳm sâu của sự gắn bó giữa nhà văn Nguyễn Quang Thân với nơi chôn nhau cắt rốn là một mối liên hệ vô hình nhưng đầy sức mạnh, mối liên hệ thiêng liêng giữa con cháu hôm nay.